sắp tới anh mang về vẫn được à? Em mất tin không rồi. Bên anh có gì còn nhiều, tại có mình chỉ ăn là chỉ ăn hết. Nó nói giảm nghèo đó. Nhà làm cái gì cho chứ. Anh Biên giờ đi về ha. Nó nói giảm nghèo đó em đó. Rồi chuẩn bị sửa soạn đi về là mưa quá trời luôn. Nhưng mà chứ anh nghĩ mưa vậy nó tạnh ra, nó đường ít bắn xe, là ít xe Honda. Dạ. Mình chạy cũng được. Dạ. Ừ. Quá là trời mưa. Mưa lớn ghê vậy đó. Hồi nãy mưa lớn em. Dạ. Bây giờ tạnh tạnh quá. Dạ. Từ lúc con về tới giờ là ngày nào cũng mưa hết. Dạ, 3 ngày rồi. Hôm bữa ảnh về chiều đó cũng mưa quá trời lớn luôn. Ngày nào cũng mưa anh ha. Dạ. Anh về tới giờ ngày nào cũng mưa. Anh hay anh nói về trời mưa mát mẻ. Mai mốt là cái hà ấy cái xe anh về. Dạ. Dạ. Mà hạn quá kêu anh về không. Tức ác luôn đó. Tức ác tình cảm luôn. Dạ. Rồi chuẩn bị về nha. Hôm nay không có đem gì về hết nha cô chú. Tiếng là chờ hết lên xe rồi mới quay phim đó cô chú. Để cô chú nói quá à. Ăn hết nè. Ăn hết rồi được lên xe. Hết luôn rồi. Để cô chú nói quá, hôm nay cái gì về luôn nè, thấy không? Không có gì hết trơn luôn. Để xe là cô chú ơi. Con còn kêu nhét cái vít nào hết chỗ nhét rồi. Dạ cô chú. Chị cơm này chị nào không được nữa không? Qua năm sau. Không, mấy cây em đang ăn trái rồi á. Qua tháng nữa hả? Dạ, qua tháng à. À, tháng nữa ăn nữa mà nó kêu năm sau mình cứ ăn. Nó định ém luôn á. Ở trong trong đằng này lên hết trơn rồi. Là cái cây đó nó ra lại hay là nó ra sao anh? Nó ra sao? Ờ, chỉ là mỗi nào là ra rồi không ra được nữa. Dạ. Một năm nó chỉ ra có một lần anh. Ờ, một mùa dạ, thôi. Nó ra rồi ra lần hai. Năm chỉ có một nào, cái này mình cắt cành hết rồi qua năm sau cái này có. Cây đó mình trồng bên đó được mấy năm rồi không? Đúng rồi anh Thiên. Mưa sao 4 năm là có 1 năm không mưa. Đúng rồi. Một năm không có mưa. Dạ, một năm mưa. Mùa mưa à. 4 năm mà có 3 mùa mưa vậy, 1 năm bị hạn. Dạ, dạ. Năm nay bị hạn quá nè. Năm nay đều chặt hết ráo rồi, không có đều dạ. Cái cây không đốn hết trơn rồi, không trống. Năm chủ nhật anh ra đứt ngọn nha mày. Đứt ngọn cho bác ăn à. Rồi anh Thiên bữa nay đi là vừa được đi hành hương nè. Rồi ăn chôm chôm nè. Thành tâm rồi phải không? Được, theo yêu cầu, theo ý nguyện rồi phải không? Một nhà cá cà muốn mấy ở lại nữa. Quá ngon. Rồi khi nào xuống dưới về Long An chơi. Ừ. Chủ nhật anh. Chủ nhật phải không? Thứ hả? Hôm nay là khán giả nghe nha. Tại chủ nhật có chủ nhật là có xe cá đi ngang rồi em có gian nha. À, ok dạ. Là chủ nhật em gặp lại nha. Khuya sớm. Dạ khuya. Ờ vậy đi. Dạ. Sáng đi chiều về thì đi ngang à, đi ngang rồi em xuống rồi dạ. Chiều rồi chiều về thì xe cá vậy hả? Dạ. Ôi vậy cũng được. Vậy cũng vui. Ờ cũng vui. Chứ về mà ở lâu quá rồi sợ không ai cũng má đây. Dạ. Trời công chuyện nghe thấy quá trời quá đất rồi. Tại đi không có xe một chuyến đi á. Phải đi chuyền từ ở đây đi xuống với Biên Hòa. Trong Sài Gòn. Từ Sài Gòn mới qua quận 8. Qua phía bên kia Sài Gòn rồi từ quận 8 mới bắt xe về mình. Cực quá. Mà hai tiếng. À xe mình chưa tới đâu. Tới quốc lộ 50 rồi mới bắt xe ôm xuống. Tức là đường nó không có xuông đường á anh à. Tại mình phải đi qua chung ha gian mấy chuyến nữa. Xe ôm này gì cô chú? Xe ôm từ chữ ngã ba đi xuôi xuống ngã ba Phước Đông. Chị xuyến đi rước không tính. Đi ngã ba Phước Đông 50 ngàn đó cô. Từ ngã ba Phước Đông về 50 ngàn. Tức là gần lắm nhưng mà ít người đi á. Rồi cái Sơn Hồng ơi. Sơn Hồng chuẩn bị hết chưa con? Bye bye bà ngoại đi. Tạm biệt bà ngoại đi về nè. Đây đây. Nay giỡn. Ừ, nay giỡn đại đây con ngồi xuống. Nay giỡn mình dạ. Nay giỡn dạ. 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 Để trước khi vô học thì ba mẹ cho về cho anh chiếm ngoại. Ừ, trước khi vô học cho anh chiếm nữa. Trời nè đổ mồ hôi. Anh em về chắc nha, chuyện cũng được dạ, rồi. Đó thì giờ đây đây nó gần bằng sân phùng nó cao. Đứng bên coi hai thằng đứa đứng bên coi. Có thằng nào cao hơn?
Tôi xếp ra coi nào. Lớn tháng hơn, xếp hàng lớn tháng hơn. Rồi, thấy hả? Cũng lớn hơn 1 tuổi tay á. Đúng rồi. Đứng tới lỗ tai rồi. Còn mấy phân nữa. Giòn tay quá kìa. Giòn tay quá cổ nha. Anh em tối ngày nói chuyện điện thoại giờ quá trời quá đất vậy à. Tối thì tới khuya mới ngủ mà. Hai đứa phải cùng lo học, có nghe không? Có hai đứa cùng lo chơi thì bị thi đã lết rồi, coi như đuổi được khỏi nhà hết cả hai nha. Sách vở Adidas đi luôn đó con. Sách hàng thôi á. Ngủ có lâu trong phòng quá anh. Chừng nào đi dẫn nó đi. Rồi, bye bye cô chú mình nha. Bye bye Đồng Nai mình nha. Về Đông An đây.